Theo thống kê của Globocan, năm 2020, nước ta có gần 183.000 số ca mắc mới ung thư, trong đó ung thư vú là 21.555 người mắc, chiếm tỷ lệ 11,8%. Việt Nam ghi nhận hơn 9.345 trường hợp tử vong vì căn bệnh này. Đây thực sự là con số đáng lo ngại, bởi ung thư vú cũng là bệnh ung thư thường gặp nhất ở nữ giới. Tại bệnh viện K, trong nhiều năm trở lại đây, thì bên cạnh cái việc áp dụng các cái thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến để mà điều trị khỏi cho người bệnh, thì chúng tôi cũng rất chú trọng đến việc áp dụng các kỹ thuật mới để mà làm giảm thiểu các cái tác dụng phụ không mong muốn sau điều trị phẫu thuật, ví dụ như là tê bì, khó vận động hoặc là phù bạch huyết. Và trên thực tế, các bệnh nhân sau khi mà được hướng dẫn thực hiện các cái động tác tập tay đều đặn và chuẩn xác thì đã giúp làm tăng cường cái chất lượng sống, chất lượng điều trị và hạn chế các cái tác dụng phụ không mong muốn sau phẫu thuật. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một số những bài tập sau phẫu thuật vú 1 tuần và duy trì sau quá trình điều trị. Đầu tiên là động tác thở. Từ từ hít thở vào, hít vào, phồng bụng lên. Thở ra, xẹp bụng xuống, em đẩy hết hơi thở ra. Hít vào, phồng bụng lên. Ở động tác này ta nằm 5 đến 7 nhịp. Thứ hai là ta gập khuỷu tay, em từ từ gập vào. Làm chậm thôi, duỗi ra, làm rất chậm. Gập vào. Rồi sau đó thì ta gập khuỷu, cánh tay mình vẫn để im, khớp vai vẫn giữ nguyên nha. Từ từ gập khớp khuỷu vào, làm chậm. Đến khi nào thấy căng thì ta dừng lại. Em làm chậm, duỗi ra. Làm rất chậm. Tiếp theo đến động tác của khớp vai, dang khớp vai ra, làm rất chậm. Đưa xuống. Từ động tác dang này, em từ từ đưa qua. Giữ vài giây, trở về vị trí ban đầu. Động tác tiếp theo, từ từ đưa lên, trở về vị trí ban đầu, đưa xuống. Động tác tiếp theo, em đưa cả tay lên, hai tay đan sau gáy, từ từ đưa hai khuỷu tay sát nhau, bàn tay vẫn đan sau gáy, đưa ra, mở khớp vai, hai tay đan như trước. Từ từ đưa lên, từ từ đưa lên cao, làm chậm. Khi thấy căng thì ta dừng lại, rồi từ từ hạ xuống. Hạ xuống. Ở động tác tiếp theo, để hai tay vào đùi, vai vẫn cố định im nhé. Em từ từ đưa lại, làm rất chậm. Chủ yếu là đưa khớp vai về phía sau. Đúng rồi, làm rất chậm. Động tác tiếp theo, em đưa hai tay lên, làm rất chậm. Đưa lên, khi căng thì dừng lại. Hạ xuống. Sau 5 đến 7 nhịp, ta trở về vị trí ban đầu. Đây là động tác gập duỗi khớp vai. Rồi, em đứng cách tường khoảng 15cm. Hai tay đặt tường và từ từ trườn lên, cử động cả các khớp nhỏ, rồi từ từ trườn xuống dưới. Ở động tác này, em làm 5 đến 7 nhịp. Tiếp theo là động tác giang áp khớp vai. Em đứng song song với tường, tay đặt xuống, từ từ trườn lên trên, rồi hạ xuống, làm rất chậm, chậm. Dưới sự hướng dẫn tận tình và chu đáo của bác sĩ thì mình vừa mới tập xong bài tập dành cho các bệnh nhân ung thư vú, và mình cảm thấy là bài tập này rất là nhẹ nhàng và phù hợp với những bệnh nhân ung thư vú sau mổ khoảng một thời gian ngắn như mình. Và mình mong rằng mọi người hãy tích cực tập luyện theo bài tập này để trang bị cho mình một sức khỏe tốt nhất. Và đối với những bệnh nhân sau mổ khoảng 2 tuần hoặc là có những phương pháp can thiệp điều trị khác thì có thể là trao đổi riêng với bác sĩ để có cho mình những bài tập riêng phù hợp với sức khỏe của mình. Với các bệnh nhân sau phẫu thuật ung thư vú thì cái việc đầu tiên là cần
cần phải duy trì cái chế độ thăm khám định kỳ theo như cái hẹn của các bác sĩ của bệnh viện, rồi là sử dụng thuốc theo đúng cái chỉ định của bác sĩ. Đối với việc chăm sóc cái bên tay sau điều trị phẫu thuật thì cái điều đặc biệt lưu ý là chúng ta nên hạn chế tối đa các cái sang chấn vật lý đối với cái tay bên mổ. Ví dụ như là tiêm truyền, ví dụ như là mang vác nặng hoặc là thậm chí là các cái bài tập nặng cho cái bên tay đấy thì chúng ta cũng cần phải hạn chế.